Thưa quý vị, vừa qua, khi đội cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ đang tiến hành tuần tra, đã phát hiện một chiếc xe tải có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng quy định. Ngay lập tức, đội cảnh sát giao thông đã yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế này không hợp tác, thậm chí tăng ga lao vào cảnh sát. Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố tài xế trong vụ việc này để điều tra nguyên nhân sự việc. Trước đó, khoảng 20 giờ 27 phút ngày 30 tháng 10, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành tuần tra, kiểm soát cơ động tại quốc lộ 2 thuộc khu 3, xã Trần Mộng, huyện Đoan Hùng thì phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 22H00397 có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng quy định nên đã ra hiệu dừng xe ô tô để kiểm tra. Tuy nhiên, khi tổ tuần tra đang tiến hành kiểm tra thì lái xe bất ngờ tăng ga bỏ chạy, đẩy một cán bộ cảnh sát giao thông lùi về phía sau. Trước tình huống nguy hiểm, cán bộ cảnh sát giao thông buộc phải nhảy lên cản trước, bám vào đầu xe ô tô để tránh bị đâm va. Sau khi chiếc xe bỏ chạy được khoảng 100m, do bị một số lái xe vượt lên ép vào vệ đường nên xe ô tô tải mới chịu dừng lại. Trong lúc cán bộ cảnh sát giao thông nhảy xuống xe tải, tài xế tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về hướng tỉnh Tuyên Quang. Nhận thấy tình hình không ổn, tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang chặn dừng xe ô tô tải tại xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tài xế xe tải được mời về cơ quan công an làm việc. Theo đó, tài xế lái xe tải là Đinh Văn Duy, sinh năm 1990, xã Chi Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 9 tháng 11, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Duy về tội chống người thi hành công vụ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có thể thấy, hành vi chống đối của tài xế lái xe vô cùng nguy hiểm. Trước đó, cũng đã từng xảy ra rất nhiều sự việc tương tự khiến cảnh sát giao thông bị thương, thậm chí tử vong do tài xế chống đối. Vì vậy, mỗi người tài xế cần tuân thủ nguyên tắc an toàn giao thông, tránh phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá tải trọng gây nguy hiểm cho những phương tiện xung quanh cũng như chính bản thân tài xế.